Anh em chuẩn bị bơi ra điểm cao cá mố mọi người ạ. Ngày hôm nay là thời tiết rất là đẹp mọi người, không có gió. Hy vọng thì hôm nay cá ăn nhiều nha mọi người. Chuẩn bị dụng cụ để cao cá mố nha mọi người. Mình cao là cao ri, thiếu là dưới chì mọi người, mình cao 2 lưỡi. Mồi gì chưa? Đây là mồi cao có mốm nha mọi người. Đây là mồi mà mạ. Đây là người ta gọi là mà mạ mọi người. Mình mắc mồi là mình mắc từ đuôi móc lanh đào nhé mọi người. Đây, mình mắc như thế này nè. Mắc từ đuôi lanh đào. Đây. Tương tự như cái máy nã là mình mắc. Rồi. Bây giờ mình bạc cách thuyền tầm cỡ 5-70 mét. Bạc ra cái là mình rê và nhảy vào. Lần đầu tiên đi cao cá mốm nha mọi người. Đây mà lên cá rất là tuyệt vời. Chúc mừng Cần Thủ Hòa nha. Bao nhiêu thùng này? Đây là cận cảnh con cá mốm nha mọi người. Đây là một con cá mốm. Cá nha mọi người. Cá mốm mọi người ạ. Được 2 con luôn mọi người ơi. Con này là con cá liệt nè. Con này là con cá mốm. Rất tuyệt vời Cần Thủ. Rê đi nghe đây. Rê chứ chứ. Rê nhẹ nhẹ nó đi nhỉ. Có em đó nha mọi người. Có em nha mọi người. Nè. Một con cá mốm mà khá lớn. Quen
đục con này hơi lớn rồi. Giáo dài luôn. Bố. Cái lưới cá lên liên tục mà. Ở đấy. Cùng cộng. À. Đâu. Đủ. Tuyệt vời. Câu rê rất là thú vị. Câu rê nó cũng giấc, rất cũng giấc. Có ăn nó cũng giấc. Đây, đây, đây. Tuyệt vời nha. Giao. Đây. Giao. Cá lanh liên tục mọi người ạ. Bụt. Cái sạc. Đây là toàn cảnh nơi cao cá mốm nha mọi người. Khung cảnh rất là yên bình. Hai bên bờ là được bao bởi hòn dừa nước xanh mượt mọi người ạ. Xa xa bên kia là có khá đông cần thủ đông cao. Một khung cảnh rất là tuyệt vời mọi người. Rất là mạnh mọi người. Yeah. Con này lớn, con này lớn. Giáo. Giá đủ. Đủ. Có mốm khá là lớn mọi người. Tuyệt vời. Chúc mừng đằng thủ hoa, lên cá liên tục. Quá tuyệt vời. Đây là con, đây là một con cá liệt. Cá liệt này là kho thân cờ rất là béo nha mọi người, rất là ngọt nước. Đang chuyển chỗ cao nha mọi người. Cao một chạp thì nó có nó dán ít ăn lại. Nên mình phải đổi chỗ kiếm chỗ khác cao mọi người ạ. Vâng qua bên kia cao kìa. Vâng qua tiếp xíu nữa. Dạ. Dạ vậy. Đụng liếc liếc. Đó đi. Quá tuyệt vời. Một con cá nó mắc cao mọi người. Hai con cá. Quá tuyệt vời. Thank you.
là thành quả của một bữa cao, một bữa cao của anh em nhé mọi người. Ngon cá mốm rất là lớn, tuyệt vời. Video của mình cũng xin kết thúc tại đây mọi người ạ. Cảm ơn mọi người đã xem video. Chúc mọi người có một ngày vui vẻ và hạnh phúc. Bye bye. Bye. Bye.